gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Là sao vậy? Biết là ai rồi và chắc chắn là mọi người đang đem đi giấu đúng không? Thật sự là khi mà mình đã thấy, mình cũng nghi bạn photo lúc nãy. Mình nghi là bạn photo lúc nãy, nhưng mà khi mà đến cái mặt môi dày với lại là mắt hai mũi chắc chắn không phải bạn. Thật chỉ nói mọi người đem đi giấu bạn đâu rồi. Biết là ai rồi và chắc chắn là mọi người đang đem đi giấu đúng không? Thật sự là khi mà mình đã thấy, mình cũng nghi bạn photo lúc nãy. Mình nghi là bạn photo lúc nãy, nhưng mà khi mà đến cái khoản môi dày với lại là mắt hai mũi chắc chắn là không phải bạn ấy. Thật chỉ có mọi người đem đi giấu bạn ấy đâu rồi. Mình dự đoán là cái bạn phụ trách phục trang của tụi mình trong team của Starlit, nhưng mà bây giờ bạn đâu rồi ta? Trên công ty đó. Bạn xinh.
trách thôi, em chỉ trách thôi, mọi người đều đúng mà lại đợi em thôi. Em nghĩ là còn người em xấu rồi đó. Bạn đâu ta? Cái này trên này chắc là không có người đâu ha. Trên này có không mọi người? Không có đúng không? Bây giờ em chỉ cần bên ekip xác nhận giùm em là team VMI về chưa hay còn ở đây. Còn ở đây đúng không? Đi lên đây với anh. Anh đi cả cái phòng cháy đất để tìm em, sao em ngồi đây? Cầm hộp sữa. Không sao. Có phải cởi giày không? Bây giờ mỗi khi đang có 130 rồi. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, và bởi vậy nhiều lúc bất mãn muốn nói luôn thiệt tình. Nhanh đi em lấy cái hộp mới. Đó, đúng.